Mọi người ơi, mình mới mua được một cây xúc xích trông rất là ngon mọi người ạ. Nó rất là dài và nhìn nó có hạt vừng với cả ớt này, trông rất là ngon. Xin mời mọi người nhé. Cái xúc xích này mình thấy nó có cái mùi giống kiểu mấy cái đồ ăn vặt cổng trường ấy. Cái mùi gia vị Trung Quốc rất là rõ ấy. Mùi dầu mỡ xong mùi ớt hăng hăng. Khi ăn thì mình thấy nó khá là mềm, nó không được giòn. Cái vỏ này nó sẽ chỉ giòn hơn xúc xích ăn liền một xíu thôi. Còn cái lõi bên trong này thì ăn y hệt xúc xích ăn liền luôn. Về cái vị của nó thì mình thấy nó chỉ đơn giản là một cái xúc xích ăn liền xong người ta phết gia vị lên thôi. Ăn nó kiểu béo, cay cay, hăng hăng. Thêm một chút cái bùi bùi của vừng. Nói chung là gia vị mình thấy ăn nó ok.